Tân giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, là ai? Sau khi ông Yusuf Adachi rời ghế giám đốc kỹ thuật và hai bên thống nhất không gia hạn hợp đồng thì đến nay VFF đã mời ông Koshida Takeshi người Nhật Bản về đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật mới của bóng đá Việt Nam. Theo giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, GFA, ông Koshida Takeshi sinh năm 1960 là cựu danh thủ Nhật Bản có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ U22 và U18 quốc gia này và ông đã có bằng pro của Liên đoàn bóng đá châu Á. AFC, ông Koshida Takeshi từng khoác áo tuyển Nhật Bản giai đoạn 1980 đến 1985 với 19 lần ra sân. Sau đó ông Takeshi chủ yếu làm công tác quản lý bóng đá. Ông là giảng viên các khóa học C, B, A của GFA và làm giám đốc kỹ thuật cho các câu lạc bộ Nhật Bản. Hy vọng tân giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi sẽ hỗ trợ đắc lực cho huấn luyện viên Trusi và cho công tác phát triển bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.